Bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Bản tin phát mỗi ngày, cập nhật nhanh giá nông sản, các mô hình sản xuất hay thích ứng biến đổi khí hậu, các mô hình ứng dụng công nghệ cao hướng đến một nền nông nghiệp sạch, xanh, an toàn. Không để bà con và quý khán giả đợi lâu nữa, mời bà con và quý khán giả cùng điểm qua thông tin hôm nay. Giá hoa Đà Lạt hầu hết tăng nhẹ, chỉ một số loại chiếm hàng giá cao. Kết thúc vụ qua Tết, nông dân Đà Lạt kẻ khóc người cười. Thanh long, bưởi tăng giá dịp Tết do nhu cầu cao, nhà vườn vui vẻ đón Tết. Bộ Công Thương có những lưu ý khi xuất khẩu dưa hấu và các loại trái cây khác sang Trung Quốc. Lâm Đồng phát triển nghề nuôi cá nước lạnh. Thưa quý khán giả và bà con, 3 ngày qua, giá thanh long thu mua tại vườn ở tỉnh Bình Thuận, thủ phủ thanh long của cả nước, bất ngờ tăng cao nhờ thị trường nội địa tiêu thụ mạnh, nhiều cơ sở không đủ nguồn cung. Thanh long chủ yếu xuất đi Trung Quốc, nhưng đầu tuần này, hầu hết các vựa thanh long xuất khẩu quy mô lớn của tỉnh Bình Thuận đã đóng cửa nghỉ Tết. Tuy nhiên, các cơ sở thu mua nhỏ lẻ cung ứng cho thị trường nội địa lại hoạt động mạnh hơn ngày thường. Với giá bán từ 20.000 cho đến 21.000 đồng một ký như hiện nay, thì các chủ vườn đang có thanh long thu hoạch cho về lời cao và ăn Tết lớn. Bưởi là một trong những loại trái cây không thể thiếu để chưng Tết. Sau đó thì để ăn làm thay đổi khẩu vị trong những ngày Tết này, cho nên là khách hàng săn mua tìm nhiều. Theo các tiểu thương ở các chợ lớn cho biết, giá bưởi ở thời điểm này tăng từng ngày do quá hút hàng. Nhà vườn trồng bưởi hầu hết các tỉnh thành cả nước năm nay có lời cao từ loại trái cây này. Dịp cuối năm là vụ bưởi xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang lại cho thu hoạch rộ. Thương lái đã đến tận vài vườn thu mua trọn gói với giá từ 10 đến 25.000 đồng một trái. Trung bình một vườn trồng 700 gốc bưởi, trừ đi chi phí mỗi năm thu lời 1,5 tỷ. So với những cây trồng khác, loại cây này cho hiệu quả kinh tế cao gấp 5 đến 10 lần. Theo các nhà vườn Hậu Giang, thời gian qua giá bưởi da xanh dao động không cao và chỉ khoảng 30.000 đồng một ký. Nhưng mấy ngày nay, giá bưởi da xanh đã tăng lên 45.000 đến 50.000 đồng một ký. Bưởi Tết loại 1 có giá từ 55.000 đến 60.000 đồng một ký, nhưng số lượng người dân bán ra vẫn chưa nhiều. Do dự báo nhiều loại trái cây đặc sản bị mất mùa, sản lượng giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ dịp Tết sẽ tăng cao. Vì vậy, giá cả nhiều khả năng còn nhích lên thêm. Riêng mặt hàng quýt hồng, quýt đường chín sớm có giá 17-20.000 đồng một ký, nhưng theo dự báo gần đến Tết Kỷ Hợi 2019, giá quýt Tết sẽ tăng lên. Nhiều nông dân hy vọng quýt Tết ở mức từ 25 đến 30.000 đồng một ký trở lên nhằm bù lại sản lượng giảm. Hiện nay bên cạnh những loại nông sản thế mạnh như là rau, hoa, trà, cà phê, thì ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục khuyến khích bà con nông dân nhiều địa phương đầu tư sản xuất các loại cây ăn trái tại nhiều địa bàn phù hợp. Bà con đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng một số loại cây ăn trái đang có giá trị kinh tế cao. Theo đó là ngành nông nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, xây dựng các mô hình và tăng cường tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, nên hiệu quả kinh tế rất rõ. Hiện nay, diện tích các loại cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng được cải thiện, với tổng diện tích canh tác hiện nay đạt 16.830 ha, tăng trên 16%, năng suất đạt trên 120 tạ 1 ha, tăng 7% so với cách đây hơn 5 năm. Sản lượng đạt 136.500 tấn. Không chỉ tăng về mặt diện tích, nhiều giống cây ăn quả giá trị cao đã được bà con nông dân các địa phương đưa vào sản xuất, đặc biệt là cây bơ và cây sầu riêng, với diện tích hiện nay là 10.500 ha. Trong đó, diện tích sầu riêng là 7.000 ha và bơ là 3.500 ha. Sản xuất hiệu quả là điều hết sức khó khăn đối với nông dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay rồi. Thế nhưng đầu ra mới là khâu quyết định thắng lợi cuối cùng. Chắc là Hồng Như cũng đồng tình với tôi về vấn đề này. Dân hiện nay thì thị trường Trung Quốc vẫn được nước ta khai thác triệt để, bởi đây là thị trường tiềm năng giáp biên giới. Với dân số đông tới 1 tỷ 400 triệu con người thì nhu cầu dùng trái cây sẽ rất là lớn. Theo dự báo thì Trung Quốc sẽ có xu hướng tăng cường nhập khẩu dưa hấu trong giai đoạn từ tháng 11 năm trước cho đến tháng 4 năm sau, năm 2019, bởi thông tin thị trường. Mùa thu hoạch dưa hấu tại Trung Quốc kéo dài từ cuối tháng 4 đến khoảng tháng 9 hàng năm, lệch không nhiều so với mùa vụ thu hoạch dưa hấu của Việt Nam. Do đó, thị trường Trung Quốc có xu hướng tăng cường nhập khẩu dưa hấu. Dưa hấu trong dịp Tết thể hiện sự may mắn theo quan niệm của người Trung Quốc, và những trái dưa nhỏ vừa phải với trọng lượng khoảng từ 3 đến 4 kg một trái sẽ được chọn.
chủng loại được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng là hắc bị nhân. Để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo xuất khẩu bền vững sang thị trường Trung Quốc, Bộ Công Thương khuyến nghị các thương nhân sản xuất xuất khẩu nông sản trái cây nói chung và dưa hấu nói riêng những công việc sau đây. Đó là chủ động phối hợp với các nhà nhập khẩu Trung Quốc, nghiên cứu và tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc của thị trường Trung Quốc. Trong trường hợp vườn trồng cây ăn trái và doanh nghiệp đóng gói chưa nằm trong danh sách đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc đăng tải, doanh nghiệp cần chủ động liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để được hướng dẫn cụ thể. Phía Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu trái cây trên địa bàn thay đổi vật liệu đệm lót dưa hấu. Việt Nam hiện chủ yếu sử dụng rơm. Trong quá trình vận chuyển bằng các vật liệu không gây hại, không có sinh vật truyền nhiễm như là xốp lưới. Từ tháng 5 năm 2019, việc tăng cường công tác quản lý truy xuất nguồn gốc đối với trái cây nhập khẩu nói chung và dưa hấu nói riêng ngày càng chặt chẽ. Thông tin tiếp theo là thị trường hoa Đà Lạt vừa được ban biên tập tổng hợp từ nhóm phóng viên 365 ngày chuyển động. Theo đánh giá thì hoa Tết Nguyên đán 2019 tuy cũng có giá nhưng không bằng vụ hoa Tết năm trước, khiến cho nhiều nhà vườn ở thành phố hoa Đà Lạt chưa có niềm vui trọn vẹn. Và theo khảo sát thì năm nay giá hoa Tết khá thấp so với vụ hoa năm trước, chỉ tăng nhẹ so với ngày thường. Ai cũng hy vọng là mấy ngày tới thì giá hoa sẽ tăng lên. Theo nhận định từ hội nông dân, năm nay hoa Tết không tăng giá nhiều như năm trước nhưng vẫn hút hàng và tăng nhẹ qua từng ngày. Và ngày tới giá hoa có thể cao hơn so với thời điểm hiện tại. Theo phòng kinh tế thành phố Đà Lạt, tổng diện tích hoa các loại phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2019 là 1.500 ha. Trong đó diện tích hoa cúc 544 ha, hoa hồng 312 ha, lê ơn 154 ha, lily 75 ha, khoảng 25 triệu cành. Cát tường 120 ha, khoảng 40 triệu cành. Địa lan 35 hectare khoảng 400.000 cành và một số loại hoa khác chiếm 260 hectare. Đúng là thị trường hoa Tết năm nay làm cho nông dân kẻ cười người khóc. Do nhiều nguyên nhân đã tác động làm ảnh hưởng tới sản lượng hoa của tỉnh, bà con không trở tay kịp nên đành ngậm ngùi. Nói thì không thể cảm nhận được hết lúc này, thôi thì tôi mời anh Minh Thiện cũng như là bà con đến vườn hoa tại Lâm Đồng cùng phóng viên của chương trình tìm hiểu cũng như là tổng kết vụ hoa Tết năm nay của nhà vườn như thế nào và phóng sự sau đây. Những ngày này, người trồng hoa Đà Lạt đang bước vào vụ thu hoạch hoa Tết với nhiều tâm trạng khác nhau. Khác với những năm trước, không khí thu hoạch năm nay không quá tấp nập, bận rộn, thậm chí là có phần tiêu điều ở những vườn địa lan hay cúc. Nếu như mọi năm vào thời điểm này phần lớn hoa đã được cắt bán xong xuôi, chỉ chờ vận chuyển, thì năm nay nhiều diện tích hoa cúc vẫn còn nguyên trong vườn. Nhiều nhà vườn ở Thái Phiên, thủ phủ hoa cúc bỏ vườn, hoặc dù có cắt bán thì cũng chỉ gửi đi thị trường thành phố Hồ Chí Minh và chờ ăn giá sau. Tức là lúc đó thương lái trả cho được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu. Nhà vườn có nguy cơ lỗ vốn nặng. Và giá cả thì phải nói là cái lượng hoa Tết năm nay rất là nhiều. Hà Nội và miền Trung nó ăn ít cho nên toàn bộ bông tất cả các loại hoa đều tập trung vào thành phố Hồ Chí Minh. Thì buộc rằng là cũng vừa cầu thì buộc rằng nó phải hạ đó. Không chỉ hoa cúc, hoa lê ơn năm nay cũng rớt giá nhiều so với mọi năm. Mặc dù đến thời điểm hiện tại các vườn lê ơn đã thu hoạch và chuyển đi khắp cả nước, nhưng giá hoa lê ơn cũng chỉ ở mức 26 đến 30 ngàn đồng một bó so với mọi năm là 50 đến 60 ngàn đồng. Thì mức giá này thấp so với công sức của người dân chăm bón cho mùa hoa Tết. Như cái giá này là nó quá bèo đối với người dân. Giá hôm nay thì là nó như vậy, nhưng mà giá hôm sau nó lại giá khác. Cho nên như mọi năm thì người ta còn chốt giá, nhưng năm nay là không có ai chốt cả. Giá năm nay là mua trôi nổi. Giá cả thì không được như mọi năm, nhưng mà riêng về sản lượng trồng á, thì trồng nhiều nhưng mà cái tỷ lệ mà đạt mà nhổ được thành công á, nó chỉ vào cỡ 65%. Ngược lại với địa lan, lây ơn và cúc, hoa lily có giá hơn và vẫn được thị trường ưa chuộng. Ở các vườn hoa lily Tràng Thành hầu hết đã được chốt giá từ 100 đến 170 ngàn đồng một bó. Hay ở những vườn hoa quy mô như vườn hoa của công ty Hoa Giang, phường 12, thành phố Đà Lạt, mà chủ trồng tới hơn 5 sào lily với hơn 100 ngàn cành. Nhưng toàn bộ số hoa trên vườn đã được bán hết với giá từ 120 đến 200 ngàn đồng một cành. Lan Hồ Điệp năm nay cũng được tiêu thụ mạnh hơn do địa lan nở sớm, không đủ cung cấp cho nhu cầu của thị trường. Hồ Điệp được đưa đi các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh với số lượng lớn, mức giá từ 120 đến 200 ngàn đồng một chậu.
Ngoài ra, các loại hoa khác như là đồng tiền, cát tường, quả hồng cũng đang được thu hoạch để cung cấp cho thị trường hoa ngày Tết. Đây là những loại hoa có quanh năm nên mức giá cũng khá ổn định. Đồng tiền, cẩm chướng, quả hồng có giá từ 2 đến 3 ngàn đồng một cành, cát tường có giá từ 60 đến 90 ngàn đồng một ký. Nhìn chung, thị trường hoa Tết Lâm Đồng năm nay khá ảm đạm. Hoa Tết ở trong tỉnh Lâm Đồng thì hiện nay đã vào vụ thu hoạch, thì cái diện tích của hoa cúc để phủ tết vào khoảng 500 hecta. Đối với cái giá cả thì hiện nay là cái mặt hàng hoa cúc là tồn đọng rất là nhiều. Đối với hoa lily thì diện tích vào khoảng sắp xỉ 9 hecta, với thì đối với giá hoa lily đối với các cái thương hiệu, các công ty lớn thì giá tương đối ổn định. Còn đối với các loại các cái thị trường khác, tức là các cái hồ trồng mà không có cái thị trường ổn định thì giá cũng tương đối thấp so với các năm khác. Đối với hoa đồng tiền và hoa cẩm chướng thì hiện nay diện tích các loại hoa này vào khoảng 200 hecta, thì giá tương đối ổn định khoảng 2.000 đồng trên một cành. Đối với hoa lây ơn thì hiện nay diện tích vào khoảng là 205 hecta, giá hiện nay thì so với tuần trước thì cũng đã lên đạt vào khoảng 26 đến 30 ngàn đồng trên 10 cành. Còn hoa hồng thì nó cũng tương đối ổn định, giá vào khoảng sắp xỉ khoảng 2 ngàn đồng trên cành. Có thể nhận thấy những nhà vườn đã bán hết hoa trong dịp Tết Nguyên Đán này, hầu hết đều đã có đơn đặt hàng trước khi trồng, do đó ít phụ thuộc vào thương lái và ít phải chịu giá sao. Đây cũng là những kinh nghiệm để người dân có thể tìm cho mình được hướng đi ổn định hơn. Tất cả những nhà sản xuất, nhà nông thì cũng nên chủ động tìm kiếm đầu ra, thay vì tập trung quá nhiều vào thị trường Sài Gòn thì nên bỏ thời gian cũng như công sức để tìm kiếm đầu ra của những tỉnh thành khác, sẽ có nhiều và họ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Được giá và lợi nhuận cao là điều mà hầu hết các doanh nghiệp nông dân trồng hoa ở Đà Lạt mong muốn có được trong mỗi mùa hoa Tết. Tuy nhiên, để làm được điều này thì ngoài sự thuận lợi của thời tiết, còn cần bà con nông dân đầu tư đúng và quan trọng nhất là phải có được đầu ra ổn định. Vụ hoa Tết năm nay qua đi có niềm vui, có nỗi buồn và có cả những bài học xương máu cho nông dân trồng hoa ở Đà Lạt. Vâng, đúng là một vụ hoa thì có nhiều niềm vui và lẫn đầu đó vẫn có những nỗi buồn và có cả những bài học kinh nghiệm cho người dân trồng hoa ở Đà Lạt Lâm Đồng. Kinh nghiệm thực hiện là đi đúng hướng, sản xuất chất lượng cao và phải bắt tay liên kết tiêu thụ với doanh nghiệp theo đơn đặt hàng, đừng làm manh mún nhỏ lẻ. Chúng tôi chia sẻ với nhà vườn và tiếp tục là thông tin liên quan đến nghề nuôi thủy sản. Để đa dạng nguồn thu thì bà con nông dân tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã phát triển nhiều diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản. Thống kê của ngành chức năng, diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản hiện nay ở Lâm Đồng là 2.650 hectare, với sản lượng thủy sản đạt khoảng 10.000 hectare. Trong đó, cá nước lạnh là lĩnh vực thế mạnh đang được nhiều doanh nghiệp đầu tư, với diện tích hiện nay là 50 hectare, sản lượng đạt 1.000 tấn. Nuôi trồng thủy sản hiện là một trong những lĩnh vực thế mạnh mang lại nguồn thu cho nhiều nông hộ trong tỉnh, nhất là trên lĩnh vực đầu tư nuôi cá nước lạnh. Bởi vậy mà ngành chức năng đang có nhiều giải pháp hỗ trợ bà con và các doanh nghiệp nâng cao chất lượng, phát triển quy mô nuôi trồng thủy sản. Rau, hoa là thế mạnh của tỉnh Lâm Đồng, nhưng để đa dạng cây trồng vật nuôi thì tỉnh đang đầu tư trồng cây ăn trái, nuôi cá nước lạnh, chăn nuôi bò thịt, bò sữa. Để khi du lịch đến Lâm Đồng thì du khách có nhiều lựa chọn đặc sản để thưởng thức hơn, đặc biệt là sẽ học hỏi được cách sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của tỉnh. Kính chúc bà con đạt nhiều thắng lợi. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai. Kính chào tạm biệt.